đời của Đức Phật rất đặc biệt. Vậy cho con hỏi sự ra đời đặc biệt đó thì Đức Phật không phải con vua Tịnh Phạn vì không phải sinh ra từ tinh cha huyết mẹ. Xin thưa đúng như vậy. Vua Tịnh Phạn chỉ là hình thức. Đức Phật không từ gen của vua Tịnh Phạn. Ngài sinh đơn tính, không có sinh song tính là có trứng và tinh trùng. Ngài sinh đơn tính. La Hầu La cũng sinh đơn tính. Không hề là sự kết hợp của Thái tử Tất Đạt Đa và Gia Du Đà La cũng sinh đơn tính. Trong nhân loại thỉnh thoảng có trường hợp sinh đơn tính. Ví dụ như Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn cũng là trường hợp sinh đơn tính. Lúc có Tứ Tổ Đạo Tính gặp một ông già hỏi đạo thì ông này là người chứng ngộ. Ngài muốn truyền tâm ấn y bác, nhưng mà truyền ông còn già hơn mình, ông chết trước mình rồi ai nối truyền Phật Pháp. Cái ngài mới nói thôi bây giờ ông đầu thai lại ta chờ ông. Thế ông già nó đến gặp một cô gái giặt đồ bên bờ suối mới hỏi là tôi muốn ở nhờ nhà cô đêm nay được không? Nói dạ được, nhưng mà phải hỏi ba mẹ con. Nói nhưng riêng cô đồng ý không? Nói dạ con thì đồng ý. Ông tới gốc cây ông ngồi kiết dạ, ông tịch bỏ thân liền, và cô kia về có bầu liền. Hồi xưa mà có bầu mà không chồng thì đó là chuyện lớn lắm nha. Nó không như bây giờ người ta mà không có chồng có bầu người ta lại đăng báo khoe. Bây giờ khác. Chứ hồi xưa là chuyện nó kinh khủng lắm. Cho nên là cái cô đó là thôi bị cả làng xóm ruồng, nên bà mẹ rất là khổ. Đến khi sinh ra ngài là có những tướng tốt đặc biệt. Vừa tới 7-8 tuổi là tổ đạo tính tới rước đi. Cũng là trường hợp sinh đơn tính. Trong nhân loại thỉnh thoảng có trường hợp sinh đơn tính như vậy. Chứ không phải là không đâu. Nên đừng có nghĩ là không khoa học. Vậy. Có một lần thì có gặp cái cô Phật tử, cô kể chuyện này. Cô nói cô có chỗ cô làm, có làm với một cái cô bạn người Philippines. Thì cái cô bạn người Philippines này cô kể rằng ở cái làng ở cổ đó, người ta sinh không có chồng mà cứ sinh con. Có khi sinh ra đàng hoàng, có khi sinh ra dị dạng. Mà hỏi thì không ai trả lời, mà người ta cười. Người ta có nói cái làng đó con gái đi lấy bậy, rồi đổ thừa là không chồng mà tự sinh con. Chứ làm gì có chuyện không chồng mà tự sinh con. Nhưng mà ở làng đó họ biết với nhau. Tại vì trong làng đó họ biết là cái cô đó có quan hệ ai không ai, họ biết hết á. Họ biết không hề có nhưng mà cứ sinh con. Tức là một cái làng nó hay sinh đơn tính, mà khoa học vẫn không nghiên cứu nghiêm túc. Cứ tưởng là họ che giấu, họ che đậy. Nhưng sự thật chuyện đó vẫn có trên nhân loại này. Và trường hợp của Đức Phật với La Hầu La cũng là như vậy. Là những người sinh ra đời từ sự sinh đơn tính, giống như Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Cái ca này bình sao ta? Thôi vậy đi. À anh em cộng đồng ơi, sư phụ tôi nói đúng lắm á nghe. Đức Phật là sinh đơn tính nghe. Đức Phật tôi ngày xưa là Thái tử Tất Đạt Đa là rớt từ sao quả xuống, là không có sinh, không có ai đẻ hết á. Rớt đúng ngay cái ngai vàng luôn, ngay ngôi vị Thái tử luôn. Người ta kêu Thái tử Tất Đạt Đa chứ là sinh đơn tính nghe. Rồi cái vụ mà thầy tôi cũng sinh đơn tính luôn. Ừ thầy tôi cũng sinh đơn tính luôn. Đâu có ai thấy mà ba mẹ thầy tôi đâu đúng không? Thầy tôi là cũng sinh đơn tính đó. Rồi à còn cái làng sinh đơn tính đó là cái làng Tây Lương Nữ Quốc nha. Cái làng Tây Lương Nữ Quốc, cái chỗ mà đường Tăng ngày xưa đi qua đó. Từ cái làng đó sinh đơn tính, người ta uống nước xong là người ta tự đẻ luôn à. Không có cần mà quờ hờ nghe, không cần quờ hờ, không cần gì hết. Còn gì nữa không ta? À mấy Đức Phật khác là cũng là đơn tính hết á nha, đơn tính hết. Anh em phải tin tưởng thầy tôi chứ nha. Đừng có thái độ gì vậy, phải tin tưởng thầy tôi nghe chưa. Tôi thấy cái tôi nghi ngờ thái độ anh em không tin nè, đúng không? Tin đi nè, nghe lời tôi tin đi anh em nghe. Đức Phật và các Phật mà sư phụ tôi mới kể là sinh đơn tính hết á. Trên thế giới này nhiều ca sinh đơn tính lắm, tự nhiên đây đang đi đường ngã luôn vậy đó nha. Không cần ai đụng tới gì hết, không cần nam nhân nam giới gì hết á nha. Ok ok nghe anh em.